Sống đúng sống đẹp thứ năm 31 tháng 10 2024. Còn hân hoan hát vang bài ca, xin cảm tạ tình Chúa bao la. Đường con đi lắm lúc gian nguy, có Chúa đi cùng con nào sợ chi. Con xin tạ ơn lòng thương do Chúa ban cho con suốt muôn tình yêu. Con chìm sâu trong thánh ân của Ngài, Ngài yêu con không bên không ngờ. Sống đúng sống đẹp thứ năm 31 tháng 10 2024. Chuyện xưa tích cũ, cái kiến mày kiện củ khoai. Ngày xưa có một anh chàng sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Nhà có ao thả cá, có trâu bò, ruộng vườn, rồi cánh đồng cò bay thẳng cánh, giàu có. Cũng ngày ấy, ở gần làng của hắn ta có một cô gái nết na, nhan sắc xinh đẹp, mỗi phải cái tội là trót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Nhà cô ấy nghèo lắm, hằng ngày cô ấy phải đi làm thuê, làm mướn kiếm ăn. Anh chàng nhà giàu kia từng ngây ngất vì nhan sắc của cô. Mặc dầu không có môn đăng hộ đối, một bên thì quá giàu, một bên thì quá nghèo, nhưng mà hắn ta vẫn ao ước được cùng nàng kết làm bạn trăm năm. Sau đó, nhờ có một người đàn bà làm mối, hắn được gặp nàng nhiều lần và chỉ thề non hẹn biển, quyết lấy nàng làm vợ, quyết lập gia đình gắn bó với nàng. Nghe hắn nói thế, cô nàng này nhà nghèo mà. Nghe hắn nói như vậy thì cô gái vô cùng sung sướng vì lấy được anh chàng nhà giàu này thì cô mới có thể đổi cuộc đời của mình. Nếu mà không thì cứ mang kiếp nhà nghèo mãi. Cho nên nghe anh chàng này ngỏ ý và thề non hẹn biển như vậy, cô nàng không tiếc đã hiến thân cho hắn ta mà không có tiếc thương gì hết. Nhưng người đàn bà mối lái là người mà chỉ biết có đồng tiền. Được tiền của anh nhà giàu cho, mụ vẫn chưa thỏa mãn. Vì anh chàng nhà giàu này muốn làm quen với cô ấy thì phải nhờ mụ này mai mối và phải đưa tiền cho mụ ấy. Đã được tiền của anh chàng nhà giàu rồi, mụ vẫn chưa thỏa mãn, lòng tham vô đáy. Vì đối với cô gái nhà nghèo này, mụ chẳng có sơ múi gì cả. Cô lấy gì mà cho? Cơm còn không có ăn, áo không có mặc, lo bản thân mình chưa xong, lấy gì mà lo đút lót cho cái mụ mai mối này. Lúc bây giờ, ở gần cái vùng đó có một cô gái nhà giàu mà lại ế chồng. Mụ mới bèn tìm tới cái cô gái nhà giàu mà ế chồng này, tỉ tê với cô ấy, bảo là nếu mà cho tôi nhiều tiền đó nha, là tôi sẽ làm mai làm mối cho cái anh nhà giàu kia. Anh ấy giàu lắm, anh ấy đang là muốn kiếm vợ. Bây giờ mà cô cũng nhà giàu mà bây giờ chưa kiếm được chồng, khó lắm. Bây giờ kiếm chồng đâu phải dễ. Chẳng nhẽ giờ mình xách chầu câu tới mình đi hỏi chồng. Người ta đi hỏi vợ chứ qua đi hỏi chồng. Thôi được rồi, tôi chuyên viên mai mối đây. Nhưng mà muốn vậy thì phải biết điều nhá. Nếu mà không thì tôi kiếm đứa khác tôi làm mai. Còn nếu mà cô biết điều đó thì tôi sẽ làm mai cho anh chàng nhà giàu này để tác thành cho. Cô gái nhà giàu kia mừng quá, mình có tiền nhưng mà lại không có chồng.
Có những người đến hỏi nhưng mà nghèo quá thì cô ta không thích. Cô ta muốn là phải mua đăng hộ đối cơ. Cho nên nghe nói cái anh chàng kia lại đang kiếm vợ mà lại nhà giàu nữa thì còn gì bằng. Cho nên mụ ta mới đút tiền cho cái mụ mai mối để liệu bề mà tác thành cho mình với anh chàng nhà giàu đó. Từ khi mà nhận được tiền của cô gái nhà giàu ấy chồng, mụ mai mối luôn luôn buông lời dèm pha nói xấu cô gái nhà nghèo. Mụ nói: "Ôi cái con này, thế nhưng mà không có được đoan chính gì đâu. Nhiều lần tôi bắt gặp nó tằng tịu với cái thằng Đồ Vân á. Đồ Vân là nó học giỏi, nay mai nó sẽ đỗ đạt. Tôi thấy cái con nhà nghèo này nó đang là chài mồi cái chàng Đồ Vân ấy. Nó không có tốt lành gì đâu. Mà làm sao nó xứng được với cậu ở nhà giàu kia. Ướm đũa mốc mà trời mâm son." Rồi mụ ta nhen nhóm, thêm lòng ghen tuông, mới nói tốt cho cái cô gái nhà giàu ấy chồng mà mụ ấy đã mòi được tiền của cô gái nhà giàu ấy. Thế là một đàn thì cứ nói tốt cho cô gái nhà giàu ấy chồng, một đàn thì cứ nói xấu cái cô gái nhà nghèo mà xinh đẹp. Dần dần, cái anh chàng nhà giàu kia nghe riết, ngày nào cũng nghe, cho nên nó lọt vào tai anh chàng ta. Những cái gì tốt của cô gái giàu ấy chồng, nó lọt vào tai. Đồng thời những cái xấu mà mụ kia bịa ra để nói xấu cô gái nhà nghèo cũng lọt vào tai anh ấy. Từ đó anh chàng kia bắt đầu chán ghét cô gái nhà nghèo xinh đẹp, còn thêm ghen tức vì nghĩ rằng cô ấy đang là muốn bắt cá hai tay, vừa muốn mình và vừa muốn cái anh chàng nào đó tên là Đồ Vân học giỏi, nay mai sẽ đỗ đạt. Cuối cùng anh chàng quyết định bây giờ mình phải tìm cách quyết định thôi, tương lai của mình lấy cái cô gái mà nhà nghèo kia mà nghe cô ấy nhiều cũng chẳng tốt lành gì, vừa nghèo được có mỗi cái xinh gái nhưng mà lại đẹp gái thì lại hết cái thằng này tới thằng kia theo. Thôi không được, cái này con cô kia không đẹp lắm nhưng mà được cái giàu, mà nghe cái bà Mai bà nói cô này tốt lắm, vừa giàu vừa được nết. Thôi quyết định mình phải lấy cô gái nhà giàu kia cho nó môn đăng hộ đối, không có lấy cái cô kia nữa. Mình nghèo mà lại còn không có đoan chính, không đàng hoàng, còn gây còn lư cái gì đâu mà lộn xộn quá. Và cuối cùng thì anh chàng cho người đưa chầu cau dạm hỏi cô gái nhà giàu kia làm vợ. Hai người tổ chức đám cưới, và trong cái ngày cưới ấy mọi người đến chúc mừng cô gái nhà giàu và anh chàng nhà giàu. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Nghe những tiếng chúc mừng, nghe những tiếng vỗ tay, cô gái nhà nghèo đau khổ vô cùng vì bị tình phụ thất tình, lòng đau như cắt. Trong một phút tủi phận hờn duyên, cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cho nên cô nhảy xuống sông tự tử. Cái chết của cô đã làm cho cặp vợ chồng mới trở nên hối hận và lo sợ. Nhất là mụ làm mai làm mối thì nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Khi tất cả mấy người đó lần lượt chết xuống âm phủ, Diêm Vương đã đọc lại hồ sơ. "Lính đâu? Đưa tất cả đến trình diện cho ta. Cô gái nhà giàu đâu? Cô gái nhà nghèo đâu?"
Anh chàng nhà giàu đâu? Dạ. Còn cái mụ mai mối đâu? Dạ. Có mặt hết chưa? Diêm Vương đọc lại hồ sơ và hiểu rõ nỗi oan uổng cũng như là tội trạng của từng người. Diêm Vương ra lệnh: lính đâu? Dạ. Bắt tất cả những người này trở về Dương Thế để đền nợ hay là báo oán của chính mình một cách xứng đáng. Nghe rõ chưa? Dạ. Mụ mối được đầu thai vào nhà một phú ông. Còn anh chàng phụ tình lại thác sinh là một người học trò nhưng không có đất cắm dùi. Còn người bạc mệnh thì được ở lại cõi âm để theo dõi chúng mà báo thù. Cô gái nhà nghèo xinh đẹp thì Diêm Vương cho giữ lại để theo dõi chúng mà báo thù. Cái kiến, cô con gái phú ông rất đẹp và thông minh, là mụ mối được đầu thai vào trong nhà phu ông ấy, lấy tên là Cái Kiến, là một cô con gái rất đẹp và thông minh. Nhưng cha của nàng thì lại tính khí biển lận. Ông ta chỉ biết có tiền tài và danh vọng, còn ngoài ra ông ta không coi ai là cái gì cả. Chỉ có ai có tiền, chỉ ai có quyền, ai có danh vọng, chức tước, địa vị thì ông ta chơi. Còn những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người mà khô rách eo ôm, ông ta coi thường, không coi là cái gì hết. Chỉ có tiền, đời này mà không có tiền thì không làm được gì hết. Có tiền thì có danh, có chức tước, có địa vị. Càng có chức tước, càng có địa vị, ta càng kiếm ra tiền. Rồi lại càng có tiền, ta lại chạy trọt để chức tước, địa vị. Và lên cao bao nhiêu thì tiền lại vào nhiều bấy nhiêu. Tiền vào bao nhiêu thì ta lại chạy chức cho nó lên cao nữa bấy nhiêu. Chỉ có tiền mà thôi. Có tiền thì có quyền thì có chức thì có địa vị. Có chức có địa vị thì lại được người ta trọng vọng và lại có tiền. Chàng thư sinh thì rất khôi ngô, học giỏi văn hay, nhưng lại nghèo rớt mùng tơi. Chàng đã từng vác lều chiếu đi thi. Văn tài của chàng nổi tiếng khắp kinh kỳ. Thế nhưng mà cứ hễ vào trường nhất hay giỏi lắm và đến trường nhì là lại bị loại ra ngay. Không làm cho đau bụng thì cũng bắt phạm trường quy. Oan hồn của cô gái nhà nghèo xinh đẹp quyết không cho anh chàng thư sinh này, vốn kiếp trước đã là anh chàng nhà giàu mà phụ tình của cô ta, cho nên cô oan hồn của cô gái xinh đẹp nhà nghèo này quyết không cho anh chàng này đỗ. Mỗi lần không đỗ là mỗi lần sự buồn bực kèm thêm với sự khốn khó dằn vặt anh chàng ta. Thế nhưng anh chàng vẫn lọt vào mắt xanh của cô Kiến. Cô gái con của phu ông này vẫn tin tưởng rằng người học trò đó sẽ làm nên sự nghiệp danh vọng, thế nào cũng ngày thi đỗ làm quan. Cho nên cô Kiến này ao ước phải sánh duyên với anh chàng thư sinh này mới hả dạ được. Hai người đã gặp nhau và đã thề bồi với nhau quyết giữ một lòng son sắt. Khi nghĩ đến cha mình, cô gái phu ông rất buồn, cô Kiến rất buồn, vì biết rằng cha của mình rất khó tính. Anh ơi, không biết mình có thể sống chung ăn đời ở kiếp với nhau được không? Vì ba em là một người rất là ham tiền và danh vọng chức tước. Không đời nào mà ông ấy lại gả con gái của ông cho một người nghèo sơ nghèo xác như anh đâu. Không biết làm sao mà chúng mình mới có thể nên duyên phận được. Muốn nên duyên phận với nhau thì chỉ có một cách duy nhất bố em đồng ý, đó là anh phải có tiền, có vàng. Nếu không có tiền, bố em chẳng coi ai ra gì hết. Nếu anh có tiền, có vàng mà đến hỏi cưới em, thì chắc chắn là bố em sẽ đồng ý ngay. Bây giờ làm sao mà để có tiền, có vàng để
làm sính lễ đây. Anh cũng không biết sao nữa, anh học rất giỏi, nhưng mà đi thi lần nào cũng cứ bị rớt, không bị lỗi này thì bị lỗi kia. Mà bây giờ anh không có cơm, còn chưa có mà ăn, lấy tiền, lấy vàng đâu mà đưa đến làm sính lễ hỏi em được. Làm sao mà chúng mình có thể sống với nhau được đây? Hai người bàn bạc với nhau, ngồi khóc suốt đêm bên bờ suối. Cuối cùng thì nàng mới nghĩ ra một kế. Cô Kiến mới nghĩ ra được một cái kế là ăn trộm tiền bạc của cha mình, rồi đi mua vàng. Lấy vàng ấy đúc thành một cái củ khoai lang. Để cầm cái củ khoai bằng vàng này đến làm sính lễ thì chắc chắn là phu hộ kia vốn ham tiền, vốn ham vàng, túi tham không đáy. Cái gì chứ một củ khoai lang mà bằng vàng thì quá sức tưởng tượng lắm rồi, cho nên là điều này chắc chắn. Cho nên cô nàng mới ăn cắp tiền bạc của cha mình, mua vàng rồi đúc thành một cái củ khoai. Không gặp nhau được vì phú hộ cấm cản, nàng mới nhắn người yêu giả làm người ăn xin để đến nhà của mình xin khoai. Rồi nàng sẽ tận tay trao cho chàng cái củ khoai lang bằng vàng ấy để dùng làm sính lễ. Anh chàng y hẹn đã cải trang, mang bị gậy đến nhà phu ông ăn xin. Vừa đi vừa hát: tôi nó sinh ra ngầm trình chiên, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu trên nhập ngũ, thấy thương thương nhiều lắm. Ông ơn cho tôi xin miếng cơm rồi. Cá sống nhờ nước, tôi sống nhờ lòng hảo tâm của ông bà. Xin cô cho tôi xin cái gì ăn cũng được, củ khoai cũng được. Đói lắm rồi. Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi, đứa này ở phương trời thì đứa khác ra vơi. Anh mơn cho tôi xin cái gì ăn đi, đói quá rồi cô ơi, là mơn cho tôi xin đi, đói quá rồi. Cao ngất trường sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông. Tìm về biển Đông, tình yêu thành sông Thái Bình. Cô con gái nhận ra rằng đó chính là người yêu của mình, chàng thư sinh nghèo. Cho nên cô lấy củ khoai. Này anh ơi, anh đói quá rồi phải không? Thôi anh cầm đỡ củ khoai lang này về ăn cho đỡ đói nha. Nhà tôi thì không có gì cả, có mỗi củ khoai này thôi, thì anh cầm đỡ củ khoai đi nha. Củ khoai bằng vàng, nhưng cô nàng cứ làm bộ như là không có gì cả. Rồi sau đó, người mối của anh chàng thư sinh nghèo này đến chạm ngõ với cái Kiến. Phú ông nghe nói sinh lễ là một củ khoai bằng vàng thì ngạc nhiên lắm. Ô ông ơi, anh chàng thư sinh này vậy chứ mà giàu lắm đó. Ông ấy không có cái gì cả đâu, nhưng mà chỉ có một cái củ khoai, mà củ khoai đúc bằng vàng ấy nha ông. Cho nên làm sinh lễ ông phú ông có chịu hay không? Ồ, củ khoai bằng vàng à, còn gì bằng nữa. Ta sẵn sàng nhận nó làm con rể của ta. Bây đâu? Dạ. Mời thư sinh nghèo vào đây. Rồi. Thấy củ khoai bằng vàng, ông sáng mắt lên, không còn biết gì nữa. Bèn đồng ý để chàng thư sinh được đến mà cưới con gái của mình là cái Kiến. Đến ngày cưới, khi họ nhà trai bưng sinh lễ đến, họ nhà gái đổ xô ra xem
vì nghe biết là chàng rể của phu ông này như thế nào, giàu có như thế nào. Nghe nói là củ khoai này bằng vàng đó. Bà con xung quanh súng xít lên coi, cái gì đó mày ơi, giàu quá, ôi khoai bằng vàng, khoai bằng vàng, cưới vợ, trời ơi, mình làm gì mà có khoai bằng vàng đi cưới vợ, mình chỉ có khoai lang, khoai từ thôi, làm gì có khoai bằng vàng. Củ khoai bằng vàng ấy được gói 4 tầng hồng vải điều. Người đâu? Mở vải điều ra. Khi mở vải điều ra, cầm củ khoai, anh phú hộ chắc mẫm rằng đây là củ khoai bằng vàng, phấn khởi lắm, cầm lên thử coi khoai bằng vàng nó xinh, nó đẹp bên trong nó như thế nào. Cho nên ông cầm và bẻ ra. Ủa, vàng đâu mà không thấy, đây là một củ khoai luộc thật sự mà. Ô khoai luộc mày ơi. Khoai luộc. Oan hồn của cô gái nhà nghèo đã cố ý làm như vậy để cho bỏ ghét, vì chính chàng thư sinh này ngày xưa đã phụ tình của cô ấy. Và cái cô kiến này là chính là cái mụ mai mối mà vì ham tiền đã làm cho cô bị tan nát cõi lòng, không lấy được chàng. Cả họ đều bật cười vì thấy thực sự đó chỉ là cái củ khoai mà chả thấy vàng đâu cả. Ôi. Anh chàng học trò cũng không ngờ có sự lạ lùng như vậy. Phu ông tức giận chửi mắng om sòm, đồ lừa đảo, lính đâu, lôi này ra ngoài đánh cho một trận. Rồi để chế nhạo, đây bà con coi, nó lừa tôi, nó bảo đây là củ khoai vòng vàng, nó đem đến nó hỏi vợ, mà thực sự ra có phải khoai vàng đâu, nhìn có phải khoai bằng vàng không, khoai này khoai gì đây, khoai luộc đây, mỗi người một miếng đây, ông kia này một ông một miếng, ông kia một miếng khoai luộc, cô kia miếng, rồi bà kia miếng khoai luộc, ngon không, khoai luộc ngon không, ôi khoai luộc mày ơi. Chàng học trò không ngờ có sự lạ lùng ấy, buồn rầu xấu hổ đi luôn một mạch không trở về nhà nữa. Còn cái kiến là cô con gái con ông phú hộ tưởng rằng anh chàng này, chàng thư sinh nghèo này là một tay đại bợm đại bịp, đã lấy mất vàng của mình rồi. Vì thực sự là cô đã đưa tiền để mua vàng thật chứ không phải là củ khoai lang. Bây giờ cô lấy mất vàng rồi lại còn bày ra trò giễu cợt như vậy. Cho nên cô tức tối, cô uất hận, rồi cô bị trầm cảm và cô trở bệnh mà chết. Lúc xuống âm phủ lần này, cô kiến này mới kiện lại với Diêm Vương về cái vụ củ khoai vàng. Nhưng Diêm Vương mở sổ ra, vạch cho kiến và chàng thư sinh biết những cái tội mà kiếp trước đã gây ra, làm cho cô gái đẹp đã phải oan ức mà chết. Vì thế người ta mới có câu, cái kiến mày kiện củ khoai, là cái cô con gái tên là cái kiến ấy, là con ông phu hộ ấy, kiếp trước là bà mai bà mối ham tiền. Bây giờ đi kiện cái củ khoai, củ khoai là cũ anh chàng thư sinh nhà nghèo này, mà kiếp trước lại là chàng nhà giàu, mà đã phụ tình vì ham tiền mà phụ tình cái cô con gái nhà nghèo chết này. Mình đã làm sai rồi, mình còn đi kiện ai nữa bây giờ? Cho nên người ta mới mai mỉa câu, cái kiến mày kiện củ khoai. Cái kiến ấy, cái cô con gái tên là cái kiến ấy đã làm sai rồi, mà bây giờ đi kiện cái củ khoai là cái cô gái xinh đẹp mà nhà nghèo đó. Củ khoai ấy là do cái sự gian tham lừa đảo, cái kiếp trước bìa họ phải lãnh nhận cái đó, không có kiện tụng gì được nữa, người ta mới bảo cái kiến mày kiện củ khoai. Và sau này thì những anh con trai nhà nghèo thường thêm vào như sau: cái kiến mày kiện củ khoai,
Mày chê tao đói, lấy ai cho giàu? Nhà tao chín đụn 10 trâu, lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân. Những anh con trai nhà nghèo thường thêm vào như vậy để mỉa mai những cô gái nhà giàu kiêu kỳ, chê những anh chàng nhà nghèo mà chỉ ham giàu mà thôi. Cái kiến mày kiện củ khoai, mày chê tao đói, lấy ai cho giàu? Nhà tao chín đụng 10 trâu, lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân. Đó là câu chuyện cái kiến mày kiện củ khoai. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện cái kiến mày kiện củ khoai là câu chuyện cổ tích kể mối tình mà bị phụ bạc của cô gái nghèo mà chúng ta vừa mới nghe. Rồi những kẻ gây ra tội lỗi thì bị Diêm Vương cho đầu thai vào kiếp sau để trả nợ. Theo niềm tin của những tôn giáo cho rằng là có kiếp sau đầu thai. Kiếp này mà mình làm cái gì thì kiếp sau mình sẽ phải chịu hậu quả về cái đó. Chuyện được nhà nghiên cứu văn học dân gian là Nguyễn Đồng Chi sưu tầm và giới thiệu trong bộ Kho tàng chuyện cổ tích của ông. Hôm nay chúng tôi kể cho anh chị em và các bạn thiếu nhi chúng con nghe câu chuyện cái kiến mày kiện củ khoai, để cho chúng ta thấy được là từ câu chuyện cổ tích cái kiến mày kiện củ khoai, từ câu vè cái kiến mày kiện củ khoai, chúng ta rút ra được bài học. Ta rút ra được bài học gì? Bài học mà ai cũng có thể thấy là bài học của lòng tham. Ai cũng có lòng tham, nói gì thì nói. Người đời đã tham, chúng tôi đi tu chưa chắc đã dứt được lòng tham đâu. Bảo rằng mình đi tu mà vẫn có người tham tiền có không? Có tham quyền không? Có. Vẫn tham danh vọng chức tước địa vị không? Có. Cho nên cái lòng tham nó nằm trong con người của mình. Mà nếu mà không có cái gì lấp đầy cái lòng tham ấy, thì nó sẽ làm đủ mọi cách để nó lấp đầy, mà không bao giờ lấp đầy được. Mới bảo là lòng tham con người giống như là cái túi tham mà không có đáy. Đổ bao nhiêu cũng hết mà không bao giờ đầy. Cho nên cái bà mai mối, chúng ta thấy ăn được một đầu rồi, ăn được của anh chàng nhà giàu rồi, thì thôi đi. Rồi làm mai cho cô gái nhà nghèo, hai người ta yêu thương nhau vậy đã được rồi. Ta cứ gì mà còn phải tham mức độ mà phải lấy cả hai đầu. Ăn một đầu đã được rồi. Tham thực cực thân, để muốn ăn cái đầu kia nữa. Và vì cái lòng tham ấy, ta sẽ tìm mọi cách, mọi biện pháp để mà chiếm đoạt được. Gọi là phương tiện. Cái mục đích nó biện minh cho phương tiện. Vì tôi muốn giàu cho nên tôi làm mọi cách, kể cả những phương tiện, những phương cách bất chính, là đi tìm cái cô gái nhà giàu mà không có chồng, lấy tiền của cô gái nhà giàu đó để làm mai cho anh chàng nhà giàu. Mà muốn được như vậy thì phải nói tốt về cái cô gái nhà giàu. Mà thực sự cô gái nhà giàu có tốt gì đâu, chảnh chọe quá mà, mới ế chồng chứ. Nếu mà đẹp gái, xinh xắn duyên dáng mà lại còn nhà giàu nữa thì bao nhiêu chàng đến nó hỏi rồi. Mà vì cô ấy nhiều mà chảnh chọe quá, kiêu kỳ quá, cho nên chẳng ai hỏi cả, cứ ngồi chờ ế chồng ế chàng lên. Nhưng mà mụ này vì muốn lấy tiền thêm, cho nên lấy tiền của cô này rồi nói tốt về cái cô này. Rồi vì cái cô kia, cô nhà nghèo mà xinh xắn lại không có tiền, cho nên là mị muốn gọi là đánh cháo, muốn gì đó bẻ keo, mà muốn gì đó gọi là cái gì đặt cọc rồi mà không ấy, gọi là cái gì lật keo mà. Cho nên là bỏ cô gái nhà nghèo cái vì không có tiền, mà lấy cái cô gái nhà giàu này để có tiền ăn hai đầu làm mai làm mối. Cái lòng tham của con người, khi mà nó tham rồi thì nó dùng mọi phương tiện, ngay cả những phương tiện bất chính để làm giàu. Và chúng ta thấy trên phương tiện truyền thông bây giờ biết bao nhiêu là tham quan, cũng chỉ vì mỗi cái tội tham nó gọi là tham quan. Làm quan mà tham gọi là tham quan. Làm lớn thì ăn lớn, làm nhỏ thì ăn nhỏ, làm vừa thì ăn vừa. Toàn một lũ tham quan. Bây giờ sổ khám hết, bây giờ ra tòa, cả bộ trưởng, cả tổng cục trưởng, cả tổng giám đốc ngân hàng, tất cả
đều là tham hết. Mà không phải là 1.000 tỷ, mà 100.000 tỷ, mà không phải là 100.000 tỷ, mà tới 1.000.000 tỷ. Không biết là bao nhiêu con số không sau nó mới biết được cho. Thưa anh chị em và các bạn, 100 tỷ sống cả đời cũng đủ rồi mà. Và phải kiếm tới 1.000 tỷ, rồi tới 10.000 tỷ, rồi 100.000 tỷ, rồi 1.000.000 tỷ để làm cái gì? Chết có đem theo được cái gì đâu. Hôm nay là ngày 30 tháng 10, 31 tháng 10, ngày mai là chúng ta bước vào tháng 11, tháng các linh hồn. Ta mới suy nghĩ rồi, có được cái gì đâu, chẳng được cái gì cả. Vì thế mà đến ngày 13 tháng 11, kính đến mẹ Fatima, chúng tôi có một đêm diễn nguyện ở quán cà phê Cát Vọng với chủ đề là mong manh phận người. Tháng 11, nhắc nhớ mình, mọi cái đều rất là mong manh, mọi cái đều mau qua, và tất cả chỉ là phù quân, đâu có mang theo được cái gì đâu, mà cứ tham, mà cứ ham vậy. Cái mụ mà là mai mối đấy. Người ta nói mai để ăn cái đầu heo đúng không? Phải không? Mà đầu heo không chịu, còn nó ăn đầu gì cơ? Đầu gì to hơn đầu heo là đầu gì? Đầu voi à? Rồi còn đầu voi còn muốn đầu khủng long à? Không bao giờ hài lòng với những cái gì mình có. Rồi cái anh chàng nhà giàu kia, mình giàu có rồi thì lấy cô gái nhà nghèo mà sinh sắn duyên nết na được rồi, thế cũng không chịu, cũng vẫn tham phải kiếm được cô gái nhà giàu cơ. Phải nhà giàu mới đăng hộ đối mới xứng đôi. Rồi khi mà mình đi tham vậy, mình không còn lương tri nữa, cho nên nghe người ta nói xấu về cái cô gái kia thì mình cũng tin, và nghe người ta nói tốt về cái cô gái giàu mà ế chồng cũng tin. Cho nên anh chị em mình rất cẩn thận khi nghe người ta nói tốt hoặc nói xấu về người khác. Mình phải có sự bình tâm và có sự công bằng để mình phân tích, nhận định coi lời nó đó đúng hay là sai. Không phải cứ nghe người khác nói người kia xấu là tôi kết luận ngay rằng đó là xấu. Và cũng không phải cứ người ta nịnh bợ nói là tốt mà tôi là vội tin ngay đó là tốt. Chú ban cho mình có một cái sự có đầu óc, biết phân định, có một lương tâm trong sáng, biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Mà muốn biết đúng, biết sai, muốn biết thật, biết giả thì phải tự mình thân chinh đi mà điều tra. Đừng có ngồi nhà nghe báo cáo, đừng có ngồi nhà nghe người ta nói lại, đừng có nói tôi nghe, nghe ở đâu, nghe người ta nói, người ta là ai. Chúng ta bị cái tội là tôi nghe người ta nói. Ơ cha, con nghe người ta nói thằng này thế này, anh kia nọ thế kia, người ta là ai? Con nghe người ta nói vậy, người ta là ai? Cái người nói nó có đáng tin hay không? Mà họ nói chính xác là nói cái gì? Vì tam sao thất bổn. Anh này nói cho anh kia, anh kia nói cho anh kia, anh kia nói cho anh kia, anh kia nói cho anh kia. Bốn người là tam sao thất bổn rồi. Mà ta chả bao giờ ta đi điều tra, chỉ nghe nói. Và cái người mà nghe nói luôn luôn là chủ quan. Họ thích thì nói tốt, mà ghét thì nói xấu. Có thật đâu, có đúng đâu. Thấy chưa? Cho nên là anh chàng ta bị ù tai rồi, không biết đúng sai, thật giả. Vì thế mà một cái quyết định sai lầm đó là lấy cái cô gái nhà giàu mà chảnh chọe, mà không có nết na. Dĩ nhiên là chúng ta người Công giáo, mình không tin có chuyện đầu thai. Nhưng là Kinh Thánh nói mỗi người phải chịu, lãnh nhận về những gì mình đã nói, đã làm, đã nghĩ khi mình còn sống trên dương thế. Ngày cánh chung của mỗi người, ngày mà chúng ta lìa cõi đời này trình diện trước mặt Chúa, thì tất cả đều phơi bày trần trụi trước mặt Chúa, không che giấu được cái gì hết. Và mỗi người sẽ lãnh nhận hậu quả tùy theo những việc tốt hay là xấu mình đã làm khi còn sống trên dương thế. Lúc bây giờ ta còn sống trên dương thế, đây là giờ của lòng thương xót. Chúa cho ta có giờ để mà nhận định đúng sai tốt xấu. Sai thì lo sửa. Lòng thương xót của Chúa sẵn sàng mở ra để đón nhận tất cả những đứa con hoang đàng, đứa con tội lỗi quay trở về. Và Ngài lấy máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch tất cả lỗi lầm của mình. Nếu mình tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, thì như Thánh Faustina nói,
không có tiếc gì cả, không ham hố gì cả, có Chúa là đủ cho tôi rồi. Tôi cho đi hết, tôi dâng hiến hết. Faustina nói với Chúa, lạy Chúa, con dâng hết cho Chúa, con không còn cái gì nữa. Thời giờ, tiền của sức khỏe, tất cả con dâng hết cho Chúa rồi. Chúa nói, còn một thứ đó con chưa dâng cho ta. Bảo con cái gì? Bảo con sự khốn nạn của con. Cái sự khốn cùng của con. Cái đó tội lỗi khốn cùng khốn nạn của con mà dâng cho Chúa sao? Dâng hết cho ta đi. Dâng hết cho ta đi. Rồi cuối cùng, Faustina nói, vậy thì cuộc đời của mỗi người chúng ta, khi hết dâng hết cho Chúa rồi, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Chỉ có tình yêu và lòng thương xót đi với ta đến cuối cuộc đời. Còn danh vọng, chức tước, địa vị, những cái gì mà ta ham hố, phải buông bỏ lại hết. Phải buông bỏ lại hết. Những người tin có kiếp sau thì bảo rằng là kiếp này mày làm trâu làm bò vì xưa, ngày xưa kiếp trước mày làm cái gì tội ác gì đó vân vân. Nhưng mà chúng ta không có tin chuyện đó, vì nếu mà như vậy, luân hồi như thế thì kiếp này nó là trâu bò. Phải không? Vì bảo rằng tội xưa mày như vậy thì bây giờ kiếp sau trâu bò lên làm gì vậy? Thấy không? Rồi kiếp này mày làm rắn. Mà con rắn thì là con mà người ta vốn là tượng trưng cho sự ác mà. Hay là con cọp nó ăn thịt người. Vì con cọp nó ăn thịt người. Bảo kiếp trước nó là cái gì, bây giờ nó thành cọp. Vậy thì bây giờ nó vẫn là ăn thịt người, thì kiếp sau là cái con gì nữa bây giờ? Anh chị em thấy không? Mà nó cứ lằn vòng, vậy thì bao giờ mới hết kiếp. Anh em ở tốt rồi, kiếp sau anh thành cái gì? Rồi cái kiếp sau anh lỡ anh lại làm điều xấu, anh lại xoay vòng trở lại làm cái thấp. Cái thấp anh khá lên lại làm cái cao. Cái cao rồi lỡ anh ở không ra gì, cái lại làm cái thấp. Nếu cứ vòng luẩn quẩn như vậy thì bao giờ anh mới được cứu độ? Bao giờ mới được lên thiên đàng? Thấy không ạ? Cho nên chúng ta không tin có luân hồi. Chúng ta tin có sự sống đời sau, có đời sau. Đời sau ấy là những gì mà chúng ta gây dựng từ đời này. Những gì mà anh chị em dâng hiến, hy sinh, lòng thương xót, bác ái công bằng, thì sau này mình sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa trên cõi vĩnh hằng, trên nước trời. Và ngược lại, những gì mà mình đã gây ra điều ác, điều xấu, điều tội, mà mình không tín thác vào lòng thương xót Chúa, vẫn không tin vào lòng thương xót Chúa, thì Thánh Faustina nói, những người nào mà muốn trầm luân thì mới bị trầm luân, chứ không muốn ai phải trầm luân trong cõi đời đời, trong hoàng cuộc đời đời. Nhưng mà vì ta lựa chọn cái đó, không tin vào lòng thương xót của Chúa. Vì thì dẫu ta có tội lỗi như thế nào đi nữa, những giây phút hiện tại đây là Chúa cho chúng ta có thời giờ để quay trở về, lãnh nhận ơn tha thứ, lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội của ta. Ta trở thành một con người mới, người tốt. Và cái con người mới, người tốt ấy như thế nào thì chắc chắn ta biết rằng cuộc sống về đời sau của chúng ta sẽ như thế đó. Mình biết chắc như vậy mà. Khi tôi tín thác vào lòng thương xót Chúa, tôi loan truyền lòng thương xót của Chúa, tôi phó thác hoàn toàn cho Chúa, thì giờ ra đi của ta, Chúa nói, những người tín thác vào lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, bảo vệ họ như vinh quang của ta, và giờ ra đi của họ, ta đến đón rước họ như người cha rước đứa con về hưởng hạnh phúc với cha trên thiên đàng, chứ không phải như là một quan tòa đến mà xét xử họ. Câu chuyện cái kiến mày kiện củ khoai cho chúng ta thấy được rõ ràng là mình làm thì mình phải lãnh trách nhiệm, lãnh hậu quả việc mình làm. Và Chúa cho mình tự do để lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Đừng có đi kiện ai gì cả. Mình làm thì mình phải gánh lấy cái kiến, mà đừng đi kiện củ khoai nữa. Hôm nay là ngày kết thúc tháng 10 tháng Mân Côi. Mấy anh chị em và các bạn, chúng con thiếu nhi mở sách hát trang 128 cùng nhau hát bài Nữ Vương Mân Côi. Tháng 10 kết thúc, nhưng lòng yêu mến Đức Mẹ và mệnh lệnh của Đức Mẹ không dừng lại ở tháng 10 mà vẫn nối tiếp mãi suốt cuộc đời của chúng ta. Và mệnh lệnh ấy là tôn sùng trái tim mẹ, siêng năng lần chuỗi và nhất là cải thiện đời sống. Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mân côi muôn màu hoa thắm tươi,
Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy tràn hòa, lòng con yêu mến cậy trong thiên tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn xa trường nguy biển, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.